Chúng tôi những người làm chè tại Tân Cương, Thái Nguyên thì rất là vinh dự và tự hào. Và đây cũng sẽ là động lực cho những người làm chè như chúng tôi sẽ nỗ lực hơn trong thời gian tới để phát triển và giữ vững cái thương hiệu chè Tân Cương, đưa cái sản phẩm chất lượng đến tận tay người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Khi mà vào hợp tác xã rồi thì có thuận lợi là có các thành viên trong hợp tác xã giúp đỡ nhau. Khi mà các cái sản phẩm đi ra thị trường thì nó sẽ dễ dàng. Xác định cây chè mang lại lợi ích, thu nhập cao cho người dân, thời gian qua các địa phương trong tỉnh đã tận dụng mọi nguồn lực, khuyến khích bà con nông dân áp dụng triển khai nhiều mô hình kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng, thu hái, chế biến chè để xây dựng nên nhiều sản phẩm OCOP chất lượng cao kết hợp với hoạt động du lịch cộng đồng homestay, từ đó cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Xây dựng những cái homestay ở trên đồi rồi là trên những lương chè để cho khách trải nghiệm nghỉ lại. Mới có mấy tháng hoạt động từ cuối năm 2022 vừa rồi đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đón được 4 đoàn khách quốc tế và 2 đoàn khách trong nước. Đấy thì cũng là một cái kênh mà giới thiệu sản phẩm từ nay đến 2026 và dài hạn hơn thì từ nay đến 2030 thì chúng tôi sẽ xây dựng xóm Khe Cốc trở thành một miền quê đáng sống. Toàn bộ bà con nhân dân Khe Cốc dù nhiều dù ít sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ làm du lịch cộng đồng. Toàn tỉnh hiện có 251 làng nghề sản xuất chè, đem lại thu nhập bình quân cho người dân khoảng 4,5 triệu đồng một người một tháng. Để các làng nghề phát triển bền vững, tỉnh Thái Nguyên cũng tạo mọi điều kiện hỗ trợ các làng nghề thủ tục đăng ký thương hiệu sản phẩm, khuyến khích thành lập các nhóm, tổ hợp tác xã, sản xuất để có đủ điều kiện vay vốn, quảng bá thương hiệu, xây dựng vùng chè an toàn, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Trong đó xác định việc phát triển làng nghề gắn với du lịch là hướng đi triển vọng mà tỉnh đang tập trung phát triển.